cổ tích chị mù và bé gái cho mình nghe nha. Thì có một chị bé gái này, không hiểu sao chim dính vô cái ám cho người tôi luôn. Ồ, trời ơi, con hên mới nó thả chim mà dính vô chị ấy, xong chị ấy kiếm tôi để ám vô. Trời ơi, cái gì vậy trời. Và khi cái cô gái này, cô ấy được anh chàng ấy phẫu thuật cho một con chim ấy, thì cô ấy ám lên người chị mù là tôi. Thì tôi thả xin cảm ơn quá trời. Có nghĩa là tách ra dùm cái. Trời ơi, mà tôi thả cả 4-5 lần mới hiểu, lúc đó mới tách ra. Và sau đó chị này sẽ ăn tẹt rô mọi người. Lát sau thì chị này ăn tẹt rô thì được anh đánh bóng cứu. Và anh đánh bóng cứu xong chị nửa máu và chị lại tiếp tục ám vô con mù. Trời ơi, ủa cái gì vậy? Chị nửa máu mà chị còn đi kiếm con mù chị ám vô nữa là sao chị? Và dĩ nhiên rồi, các bạn biết điều gì xảy ra rồi. Con mù đai, con mù hiến dâng thể xác yếu đuối này cho cái con hân mới. Nó chập chập vô cái đít thì lấy đâu ra mà sống được mà sửa máy nữa. Tôi khổ quá mọi người ơi. Ám hay không ám thì kiếm con mù ám là làm sao. Trời ơi, con hân nó đã nhanh rồi, nó full hiện diện là nó sẽ yểm cái ấn rất là nhanh rồi, mà đi kiếm con mù ám vô. Trời ơi, tôi là mù mà. Mù cầm gậy gõ cọc cọc chứ vậy là mù đeo găng tay đát như lính thuê đâu.